Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái hệ thần kinh autonomic nervous system. Thì bình thường chúng ta sẽ chia hệ thần kinh autonomic thành hệ giao cảm và phó giao cảm. Giao cảm là sympathetic và phó giao cảm là parasympathetic. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là còn hệ Ariadne và hệ Choline thì sao? Nghĩa là cũng cùng là một hệ autonomic, lúc thì chia thành giao cảm và phó giao cảm, lúc thì chia thành hệ Ariadne và hệ Choline. Vậy thì mục tiêu bài hôm nay chúng ta phải giải quyết được cái câu hỏi đó. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại cái hệ thần kinh sympathetic, hệ thần kinh giao cảm, và parasympathetic, hệ thần kinh phó giao cảm. Thì cả hai hệ này giống nhau là mỗi con đường đi đến tạng, đi đến cơ quan đều qua hai sợi tiền hạch và sợi hậu hạch, tương ứng với nó là hai neuron, neuron tiền hạch và neuron hậu hạch. Và hai cái hệ này hoạt động dựa trên chất dẫn truyền thần kinh. Chất dẫn truyền thần kinh này gắn vào receptor để thực hiện nhiệm vụ dẫn truyền cũng như là điều khiển các tạng. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái từng hệ, hệ giao cảm dẫn truyền như thế nào, hệ phó giao cảm dẫn truyền như thế nào. Thì đầu tiên đây là hệ giao cảm, hệ sympathetic. Đầu tiên thì cái chất dẫn truyền thần kinh là tín hiệu thần kinh sẽ dẫn truyền theo sợi tiền hạch, và sợi tiền hạch này tiết ra acetylcholine ở màng trước synapse và qua khe synapse. Acetylcholine này gắn vào receptor N ở màng sau synapse thuộc sợi hậu hạch và tiếp tục dẫn truyền thần kinh theo sợi hậu hạch đi đến, và sợi hậu hạch đi tiếp, và sợi hậu hạch này tiết ra noradrenaline. Noradrenaline mới gắn vào cái receptor trên cơ trơn và trên tuyến, mà receptor đó là receptor alpha, receptor beta. Alpha thì chia ra hai cái là alpha 1, alpha 2, beta 1 và beta 2. Và sợi phó giao cảm parasympathetic thì tín hiệu thần kinh cũng dẫn truyền từ sợi tiền hạch, và sợi tiền hạch này tiết ra acetylcholine. Acetylcholine mới gắn vào receptor N của sợi hậu hạch. Sợi hậu hạch tiếp tục dẫn truyền, và sợi hậu hạch này sản sinh ra acetylcholine nữa và gắn vào cái receptor M của cái cơ trơn và của tuyến. Phải nhấn mạnh một điều ở chỗ này là cũng có một phần nhỏ ở cái sợi giao cảm, là nó sợi hậu hạch của giao cảm là nó không tiết ra noradrenaline mà nó tiết ra acetylcholine, và cái sợi đó là cái sợi đi đến tuyến mồ hôi ha. Thì cái sợi hậu hạch này là tiền hạch và hậu hạch nó đều sản xuất ra acetylcholine hết, cũng cùng là một hệ giao cảm, nhưng mà cái sợi mà hậu hạch mà đi đến cái tuyến mồ hôi á là nó sản xuất ra acetylcholine, và cái sợi hậu hạch mà đi đến cơ trơn và tuyến bình thường á thì nó lại sản xuất ra noradrenaline. Đó là sự cùng một hệ nhưng mà cái sợi hậu hạch nó tiết ra khác nhau. Tại sao chúng ta phải nói, chúng ta phải nói về cái chất dẫn truyền thần kinh trong cái bài này? Tại vì chất dẫn truyền, dựa vào chất dẫn truyền thần kinh, chúng ta sẽ chia nó theo hai hệ là hệ Ariadne và hệ Choline. Thì chúng ta sẽ đề cập ở cái phần tiếp theo. Và chúng ta sẽ nhấn mạnh là giao cảm, không? Giao cảm nó sẽ có chất dẫn truyền của giao cảm là acetylcholine. Đó là sợi tiền hạch, sau đó nó dẫn truyền hậu hạch tiết ra adrenaline, noradrenaline, và cũng một phần nhỏ là tiết cái sợi hậu hạch nó dẫn tiết ra acetylcholine. Hệ phó giao cảm, sợi tiền hạch nó tiết ra acetylcholine, đúng không? Sợi tiết acetylcholine và sợi hậu hạch nó cũng tiết ra acetylcholine. Cho nên chúng ta gọi acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh của hệ phó giao cảm. Adrenaline là chất dẫn truyền thần kinh của giao cảm. Hỏi tại sao nó cũng giao cảm nó cũng có sợi hậu hạch, nó cũng tiết ra noradrenaline, nó cũng tiết ra acetylcholine, mà chất dẫn truyền thần kinh của giao cảm lại là noradrenaline? Tại vì noradrenaline này nó chiếm nhiều hơn, còn acetylcholine của giao cảm này là chỉ chiếm một phần thôi, một phần nhỏ, cho nên là chúng ta sẽ lấy noradrenaline là chất dẫn truyền của hệ giao cảm. Mặc dù vậy á, chúng ta thấy nè, ở cái sợi tiền hạch á, ở cái sợi tiền hạch này nè, vẫn là acetylcholine hết ở hai hệ, nó chỉ khác nhau là ở cái sợi hậu hạch thôi. Đó. Rồi tiếp theo,
chúng ta nói lại cái chất dẫn truyền là chất dẫn truyền acetylcholine và noradrenaline ha. Thì hai chất dẫn truyền này là các sợi thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm, nó tiết ra một trong hai chất này để dẫn truyền synapse để dẫn truyền synapse. Vậy thì các sợi mà tiết ra acetylcholine á gọi là sợi cholinergic, các sợi mà tiết ra noradrenaline á thì gọi là sợi acid, nghĩa là chỗ nào tiết ra acetylcholine không thì chỗ đó thuộc hệ cholinergic, chỗ nào tiết ra noradrenaline thì sợi thì chỗ đó thuộc hệ acid. Đó thì chúng ta phải nhấn mạnh nha, chỗ nào tiết ra acetylcholine chỗ đó thuộc hệ cholinergic, chỗ nào tiết ra noradrenaline thì chỗ đó thuộc hệ acid. Đó thì về phương diện dược lý thì thuốc tác động lên hệ autonomic, hệ thần kinh thực vật, gồm thuốc tác động lên cholinergic, lên acid. Tại sao không phải là thuốc tác động lên hệ thần kinh phó giao cảm, thuốc tác động lên hệ thần kinh giao cảm mà lại là thuốc tác động lên hệ cholinergic và hệ acid? À thì lúc này chúng ta phải nhớ lại vừa mới nói xong là chỗ nào tiết ra acetylcholine thì chỗ đó thuộc hệ cholinergic, chỗ nào tiết ra noradrenaline thì chỗ đó thuộc hệ acid. Vậy thuốc á, hay là bất kỳ chất nào nó tác động lên hệ thần kinh thực vật thì nó tác động lên gì? Lên chất dẫn truyền acetylcholine hoặc noradrenaline, nó tác động lên receptor, nó tác động lên enzyme liên quan đến cái chất dẫn truyền đó. Nó là những thuốc mà tác động lên hệ thần kinh thực vật nha. À, thứ nhất tác động lên chất dẫn truyền kinh, tác động lên receptor và tác động lên các enzyme mà liên quan đến cái chất dẫn truyền đó. Rồi chúng ta vô cái ví dụ một thuốc tác động lên, thuốc có thể là ức chế hoặc là kích thích nha, lên hệ cholinergic thì cái thuốc này nè nó tác động lên một acetylcholine, hai receptor, ở đây là receptor M và N. Thì chúng ta phải lưu ý cái chỗ này, dựa vào receptor này chúng ta lại chia hệ cholinergic này thành hai hệ nữa, phải sẽ được đề cập ở phần sau. Và tiếp theo là enzyme acetylcholinesa, thì cái enzyme này là nó hủy phân hàng acetylcholine này. Nó thì cái thuốc mà tác động lên hệ kinh hệ cholinergic á thì nó tác động lên ba này, vậy thì nó sẽ gây ra cái đáp ứng là giao cảm, phó giao cảm. Tại sao gây ra đáp ứng giao cảm và phó giao cảm? Tại vì cả ở giao cảm nè và phó giao cảm đều có cái sợi tiết ra acetylcholine, không? Đều có sợi tiết ra acetylcholine, đều có acetylcholine, không? Đều có sợi tiết ra acetylcholine và nó đều có receptor MN. Đây. Nó thì thuốc lúc này nó sẽ tác động, nó gây ra đáp ứng là giao cảm hoặc là phó giao cảm, và tùy theo liều lượng cũng như số lượng thuốc mà chúng ta uống nó sẽ gây ra đáp ứng giao cảm và phó giao cảm, và thằng nào sẽ chiếm ưu thế hơn thì dựa vào cái liều lượng thuốc. Còn ví dụ hai là thuốc tác động lên hệ acid và thuốc đó có thể là ức chế hoặc là kích thích, thì lúc này cái thuốc đó nó cũng tác động lên gì, nó tác động lên chất dẫn truyền, và chất dẫn truyền của acid lúc này là noradrenaline đó, và các receptor của nó là alpha beta ha. Thì lúc này nó chỉ gây ra cái đáp ứng là giao cảm. Tại sao nó ở trên lên hệ cholinergic nó lại gây ra đáp ứng là giao cảm và phó giao cảm, mà lúc này thuốc tác động lên hệ acid nó chỉ gây ra cái đáp ứng là giao cảm thôi? Tại vì sao? Tại vì là chỉ có sợi hậu hạch giao cảm nó mới có sợi acid. Đây, hậu hạch giao cảm không, nó chỉ có sợi acid. Sợi acid là gì? Là cái sợi mà tiết ra noradrenaline. Nó là chỉ có duy nhất cái sợi hậu hạch này nó tiết ra noradrenaline thôi, cho nên là thuốc tác động lên hệ acid là nó gây ra đáp ứng giao cảm, chỉ gây ra đáp ứng giao cảm là vậy. Rồi chúng ta sẽ nói về tiếp tục là vừa mới nãy chúng ta nói là hệ cholinergic lại chia làm hai hệ nữa, đó là hai hệ nào? Thì hệ cholinergic nó sẽ chia làm hai hệ là hệ muscarinic và hệ nicotinic. Thì chúng ta thấy nè, hệ cholinergic là gì? Chất dẫn truyền kinh là acetylcholine. Vậy thì cả hai hệ này nó đều đáp ứng với chất dẫn truyền là acetylcholine, mà nó khác nhau, chỉ duy nhất khác nhau là cái receptor ha. Hệ muscarinic có receptor là M,
hệ nicotinic có receptor đáp ứng chất dẫn truyền thần kinh là N. Vậy thì ta dựa vào cái receptor của cái hệ tulip acid mà nó đáp ứng, chúng ta sẽ chia làm hai hệ nữa là hệ muscarinic và nicotinic. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tóm lại như vậy: bình thường hệ thần kinh thực vật sẽ chia ra là giao cảm và phó giao cảm, phải không? Sympathetic và parasympathetic. Và cũng là cái hệ autonomic này mà khi mà chúng ta muốn nói đến là chất dẫn truyền của nó, khi mà chúng ta muốn nói đến chất dẫn truyền của cái hệ thần kinh autonomic á, là acetylcholine, là noradrenaline và các receptor mà hai chất dẫn truyền này nó gắn lên á, thì lúc đó chúng ta sẽ chia thành hệ tulip acid và hệ ARE acid. Đó là nội dung của chúng ta của bài hôm nay, và chúng ta đã trả lời được câu hỏi là khi nào chúng ta sẽ chia thành thần kinh autonomic thành giao cảm và phó giao cảm, khi nào chúng ta chia hệ thần kinh autonomic thành hệ tulip acid và hệ ARE acid. Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.